Một kỹ thuật duy nhất giúp cho bạn hát hay hơn, đó là lấy hơi. Chúng ta thường hay biết hơi thở là một yếu tố rất quan trọng trong việc ca hát, nhưng lấy hơi là một yếu tố quan trọng nhất trong việc sử dụng hơi thở. Những sai lầm trong việc học hát mà mình thấy rất rõ ở nhiều bạn học viên, đó chính là các bạn không quá chú trọng vào việc lấy hơi đúng, lấy hơi nhiều, lấy hơi đủ, mà các bạn chỉ tập trung vào việc hát làm sao cho được. Việc mà chúng ta quên lấy hơi sẽ làm cho chúng ta cực kỳ khó khăn để hát được một bài hát hay. Lấy hơi có hai điểm quan trọng. Một là phải lấy hơi thật là nhanh. Hai là phải lấy hơi thật là nhiều. Lấy hơi nhanh thì chúng ta lấy hơi bằng miệng thì nó mới nhanh được. Lấy hơi nhiều là lấy hơi phải thật sâu vào bên trong để chúng ta mở rộng các khoảng vang trong cơ thể. Từ đó, lấy hơi sẽ giúp cho chúng ta có một giọng hát hay, tốt và tình cảm hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy tham khảo khóa học Vocal Mastering hoặc là Vocal Coach để các bạn có thể hát được bất kỳ ca khúc nào mà các bạn thích.